Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình cũng làm video hướng dẫn một số cái xu hướng của tuần tới. Thì cũng đã 2 tuần rồi mình không có làm được video, do bận rộn một số công việc với chưa sắp xếp được thời gian. Thì hết tuần này mình cũng rảnh rỗi hơn thì công việc nó cũng đỡ hơn. Thì mình sẽ tiếp tục làm những video giúp đỡ và cho các bác tham khảo cái xu hướng và nhận định của thị trường, và cũng làm thêm một số cái video về các công cụ hỗ trợ hoặc là một số thị trường như thế là Bitcoin hoặc BO, để giúp cho một số bác chơi và tìm hiểu về hệ thống. Tại vì mình cũng thấy một số bác chơi bên Bitcoin hoặc chơi đồng coin và chơi BO hỏi về mình về cái công cụ và cái cách chơi, thì mình cũng sẽ cố gắng làm những cái video để giới thiệu về phương pháp và hệ thống và cách đánh của mình trong những cái trong thị trường Bitcoin và BO. Thì hôm nay mình cũng phân tích và review lại một số cái cặp, những cái từ cái video trước mình đã phân tích, và các bác cũng theo dõi những cái video trước đó. Cái video gần đây nhất của mình ngày mùng 5 tháng 6 hay sao. Trước tiên mình phân tích đồng bạc vàng nha các bác. Thì vàng từ video trước là ngày mùng 5 tháng 6 ở vị trí này, thì mình cũng đã phân tích và nói là vàng sẽ lên những cái vị trí cản trên này, rồi với cái xu hướng là hồi hoặc đảo chiều. Thì vàng đi đã đi đúng xu hướng từ cái cây mình phân tích, là từ cái cây màu đô đây, cây chạm đường EMA 20 đây, và bật lên và gặp cái mức kháng kháng cự ở trên đây, và nó đã đi xuống. Đó, các bác nhìn thấy này, nó gặp cái mức kháng cự này và nó đã đi xuống vàng, và cũng là xuất hiện mũi tên dài hạn, và đánh theo mũi tên này thì cũng rất chính xác các bác. Từ nếu vào lệnh theo mũi tên đó, thì hiện tại vàng đã giảm xuống cái vùng chạm gần đám mây Ichimoku, thì cái đám mây này cũng mỏng nên có thể có rất có thể là nó có thể phá được, nhưng mà mình cũng phải dựa thêm vào những chen đó, các bác kẻ chen line này, để phân tích thêm những cái vùng. Thì đợt trước cái chen của nó là như vậy rồi, thì vàng rất có thể là xuống đây và chạm gần cái vùng này và chạm chen thì nó có thể là sẽ mới bật lên. Thì xu hướng tuần tới của vàng vẫn là đang xu hướng xuống nha các bạn. Thì nó cũng chưa gặp, nó có hai cái gặp chen kháng cự đó và gặp cái mức kháng cự đây, là hai cái mức kháng cự gần nhất của nó rõ ràng nhất. Thì vàng xu hướng tuần tới thì mình cũng nghĩ là nó sẽ xuống được đến cái vùng này rồi nó mới bật lên, nên các bác cũng để chú ý là tuần tới có thể là mình sell vàng được. Thì vàng tuần tới cũng đơn giản vậy thôi, có gì các bác chú ý và tham khảo cái khu vực này. Mình qua là bạc thì cũng vậy, tuần trước mình cũng phân tích là nó sẽ chạm cái vùng kháng cự này, đây đây là một vùng kháng cự của nó. Vàng và bạc là tuần trước mình phân tích rất đúng nha các bác, phân tích đúng từng vùng luôn, từng cây nến luôn á, đa số là đúng vậy đó. Thì nó gặp cái vùng kháng cự, đây là cái đáy cũ đúng không các bác, thì là vùng cái cản mới, thì đây đó, nó gặp nó lên đúng gặp cái cản này và nó đã đi xuống đó, gặp kháng cự này vừa này, gặp này thứ nhất là đã kháng cự đám mây này và vùng cản này và nó đã đi xuống. Thì bạc bạc tuần tới nó cũng vậy, nó cũng đang là ở một cái xu hướng là cản, nó sẽ gặp những cái cản như vậy, đây đây vùng cản mạnh. Phương pháp của mình thì mình chỉ dựa vào những cái vùng cản mạnh thôi, với những cái đường chen xu hướng của nó thôi, thì nó có thể là gặp giảm xuống đến những cái vùng cản này và xong nó mới bật lên. Thì từ khi nó xuất hiện mũi tên thì bạc nó giảm rất mạnh nha các bác. Thì đây nếu mà đánh dài hạn theo hệ thống của mình nhé, đánh dựa vào mũi tên chỉ báo thì là nó xuất hiện, nó đi rất đúng nha các bạn. Đó, các bạn để ý vàng và bạc là hai cái mà sử dụng cái mức độ chính xác của cái chỉ báo là nó tương đối là cao, nhưng các bạn chú ý những cái đó. Đây, đó, có những cái chỉ báo cái mức độ chính xác của vàng và bạc là rất là cao. Thì xu hướng tuần tới mình nghĩ nó vẫn là phải giảm, rồi mình chờ những cái tín hiệu đảo chiều rồi mình mới xác định được tiếp xu hướng, nhưng xu hướng chính của nó là đang còn giảm nha các bạn. Nếu mà giảm thì mình tốt nhất là mình không nên buy, thì mình cứ chờ những cái vết xuất hiện những cái dấu hiệu đảo chiều thì mình mới vào lệnh của nó. Nên các bạn chú ý để tham khảo những cái cặp này nha các bạn. Rồi mình chuyển qua UJ. UJ đây, UJ tuần tới tuần này thì đã xuất hiện những cây nến đảo chiều và xuất hiện chỉ báo tăng. Thì UJ tuần trước mình cũng phân tích
là nó nếu mà nó phá được cái cản ở chỗ cái cây này thì là nó tiếp tục đạp sâu đạp xuống, thì chính xác là nó đã phá được này đó. Và nó đã, mình đã khuyên các bác là nếu mà nó phá được cái cản chỗ này ở cái vị trí hôm trước là đang ở những cái cây đây đôi khu vực này, và bây giờ nó phá được cái cản ở cái cây này thì là nó giảm sâu đó xuống những cái vùng kháng mức kháng cự, đây là một vùng kháng cự này và nó đã bật lên, nó giảm chưa sâu lắm nhưng mà đây là một vùng kháng cự và nó đã bật lên. Bật lên thì là đánh dài hạn, thì là mình đánh dựa theo mũi tên thì là nó chỉ báo. Thì đây cũng là mình, các bạn để ý này, xu hướng chính của nó vẫn là xu hướng giảm, nên các bạn để ý đây, xu hướng của em nó vẫn là xu hướng giảm, nên ở đây các bạn có thể là chờ lên lấy vùng này để xem nó có phá được hay không, rồi mình với tiếp tục xem xuống, thì là xu hướng giảm mà. Còn là các bạn mà đánh dài hạn mà đánh theo mũi tên á, xác nhận chấp nhận đó, tắt lót ở dưới vùng này á, thì có thể là vào lệnh này là bay lên cũng được. Thì mình thấy Uzi trong một thời gian cũng giảm khá sâu và bây giờ là đã test lại cái chen này 2-3 lần rồi, thì lần này cũng rất có thể là nó sẽ phá được chen. Thì đánh dài hạn thì mình cũng ưu tiên đánh khối lượng nhỏ và bay lên theo chỉ báo mũi tên nha. Cái chỉ báo này là xuất hiện nó cũng là một báo hiệu một xu hướng tăng, thì là CCI cũng là trên không và xuất hiện đến màu cây ba màu xanh. Nến cũng vậy, nến cũng đã xuất hiện những cái vùng những cái chỉ báo những cái cây nến tốt và cây nến đẹp, thì rất có thể là tuần tới Uji sẽ tăng, vàng giảm và Uji tăng, các bạn ý vậy. Rồi tiếp tục mình qua EU. EU thì mình cũng đã nhận định đúng mấy cặp này, mình cũng đã nhận định đúng. EU thì cặp cái cản này đây, hôm trước mình có để các bạn để ý này đó, chính cái cản nó và nó xuống này. Hôm trước mình có ở cái khu vực này thì mình có bảo các bác là có thể là trải những lệnh, các bạn mình xem lại những cái video gần đây nhất thì đây là vùng kháng cự rồi, kháng cự mạnh rồi, các bạn trải những cái lệnh cách 50 hoặc là 100 bit, 50 bit là trải một lệnh nhé, các bạn còn nhớ đó. Thì là đây Uzi gặp cái vùng này và nó đã giằng co và cuối cùng nó bật lên chạm với cản và nó đã giảm. Thì trong một trong thời gian tới thì nó đã xuất hiện chỉ báo đảo chiều, thì các bạn có thể là xe dài hạn. Thì cặp này thì xu hướng chính của nó vẫn là xu hướng tăng, nhưng mà nó cũng đã tăng một thời gian khá cao rồi, khá dài rồi, thì nên nó sẽ, mình nghĩ nó sẽ giảm về cái những cái khu vực gần đây, gần đám mây thì mới có thể bật lên được. Thì bây giờ nó cũng đã xuất hiện mũi tên và tín hiệu nến đảo chiều và xuất hiện CCI cũng là vùng đảo chiều rồi, nên là mình có thể là vào lệnh sell nha bác, sell dài sell về vùng gần đám mây, thì mình với là khi đó mình có thể chốt lời ở cái khu vực gần này hoặc là những cái đỉnh này, mình có thể chốt lời những cái vùng kháng cự đây, đây là những cái đỉnh này, trước những cái đỉnh kháng cự đây đó, chốt lời ở những cái khu vực đó. Thì tuần tới theo mình nhận định thì nó sẽ theo cái xu hướng này, các bác cũng để tham khảo xem và chờ đợi xem những cái tín hiệu nó về khu vực nào có chính xác hay không. GU là vậy, rồi mình qua GU cũng vậy, sau một khoảng tăng đây ở cái đợt trước là vùng này, thì ở cái đợt này nó đã tăng một khoảng thời gian dài rồi, và cái hôm trước thì nó đã bật về đường cái video trước nó bật về đường EMA 50 và đây nó bật lên, thì nó đã giằng co lên cái vị trí ở trên đây, và cuối cùng là cái hôm bầu cử Anh nhé, thì nó đã giảm mạnh và nó đã gặp những cái mức kháng cự ở đây, đây khu vực kháng cự này, và nó chưa phá được, thì rất có thể là nó sẽ về đây nó test lại, vì là nó ở nằm dưới cái đường EMA 20 và EMA 50 rồi, đường giá là nằm dưới rồi, thì rất có thể là nó sẽ đây nó về test lại ở cái vùng này và nó giằng co trong đám mây này, nó sẽ đi xuống, mình nghĩ là nó sẽ đi xuống và trong cái đám mây này, nếu mà nó phá được đám mây này thì mới xuống được dài hạn, còn không phá được thì nó cũng đang có thể bật lên, gặp phải gặp đến những cái vùng đó. Thì cái vùng đám mây đây là một vùng cản cũng mạnh, nên là trong thời gian tới thì mình nghĩ là tuần tới thì GU nó cũng sẽ giảm và sideways hoặc giảm trong cái khu vực này, nên các bạn cũng để ý và tham khảo xem. Tín hiệu của nó thì cũng chưa rõ ràng, nó mũi tên dài hạn thì nó đánh do cái tin, đây là do tin nó bật nó giảm quá mạnh nên nó xuất hiện thôi, rồi sau nó đã hồi về gặp cái cản này, thì cái vùng này mình có nghĩ là nó cũng có thể là giảm xuống. NU thì
cặp này là nó cũng đang ở vùng hôm 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 tuần vừa rồi nó đã test được cái vùng kháng cự này. Cái vùng kháng cự này nó đã bị sát trong một thời gian GU tăng rất NU tăng rất mạnh nha các bạn. Nó tăng và nó đã test lại. Thì ở đây mình nghĩ là đây là một sẽ là một cái vùng nó giằng co và nó để đi xuống trong thời gian tới. Thì NU các bạn có thể là chờ tín hiệu cây ngày tiếp theo này xem nó có tăng lên không, và chờ mình chờ sell xuống, canh sell xuống. Canh sell thì khu vực này các bạn canh sell theo cách là sẽ sell nhỏ và giải lệnh, nếu mà đánh tùy theo vô tài khoản của các bạn, nên các bạn thấy sell nhỏ và giải lệnh cái vùng này thì mình nghĩ là ít nhất nó cũng sẽ hồi lại về những cái đường EMA hoặc là những cái vùng kháng cự ở bên dưới rồi nó mới có thể tăng được, tăng được tiếp thì nó mới tăng, vì là nó đã trong một thời gian 2 3 tuần, 2 tuần 3 tuần nó đã tăng rất mạnh rồi, nên là và nó gặp cái vùng kháng cự này, nên các bạn để ý và chú ý và tham khảo cái cặp này, này để mình có thể là tìm những cơ hội sell. Còn vùng này là vùng các bạn không nên buy nha, vì là nó sẽ cũng gặp những cái mức kháng cự lớn rồi và trong thời gian dài rồi, thì mình sẽ chờ, một là chờ, mình sẽ chờ đợi và canh sell. Rồi NU thì chỉ đơn giản vậy thôi, mình qua cặp U cạc, U cạc cũng vậy, U cạc đã tuần tới đã hôm vừa rồi đã phá được cái vùng cản này đây, và nó đang còn có xu hướng sẽ xuống được những cái vùng cản tiếp theo đây. U cạc sẽ có những cái vùng cản tiếp theo ở dưới đây rất rộng, vùng cản này rất rộng. Thì trong tuần tới thì cặp này cũng rất khó xác định nữa các bạn, thì vì là nó đã phá này, nó qua và nó đã test lại và nó đã xuống. Thì tuần tới thì nó cũng sẽ có hai chờ đợi tiếp, là nó có một có thể là đi thẳng xuống dưới đây rồi nó mới test, và có thể là nó test từ đây về ở đường EMA rồi nó mới xuống tiếp. Thì căn này cũng khó, rất khó dự đoán, các bạn có thể là để ý tùy vào những cây nến tiếp theo để mình xác định là nó có về, nó có test được về cái vùng khu vực này này, EMA này, đây đây là cái đỉnh, đây là cái đáy cũ, thì nó có test về được cái đáy cái này không rồi xuống. Rồi U cạc thì các bạn chú ý những cái vị trí đó nha các bạn. U cạc thì cũng từ cái lúc mà các bạn để ý là nó xuất hiện mũi tên này, là nó giảm giảm mạnh nhé từ đây, nên cái theo cái vị trí mũi tên này này, cái chỉ báo mũi tên này này là mình ăn gió lớn cũng rất là lớn. Thì U cạc thì tuần tới tốt nhất là mình nên chờ cái tín hiệu mũi tên chỉ báo để mình xác định có nên vào lệnh hay không. Rồi mình qua GJ. GJ thì cũng là một xu hướng nó giảm rất mạnh từ cái khi xuất hiện mũi tên đến bây giờ, và đây là những cái vị trí nó hồi về và nó giảm xuống, nó hồi về xu hướng nó giảm cũng mạnh rồi. Và tuần tới thì nó đang đã giảm phá qua đám mây, và đây là những cái vị trí nó hồi, tốt nhất là cái những cái vị trí chỉ báo như vậy thì mình cũng không nên vào lệnh, vì nó đang còn chờ những cái khu vực hồi mà cũng thấy kháng cự ở đây không có rõ ràng, nên các bạn có thể là chờ đợi xuống những cái vùng như vậy này rồi có chỉ báo này. Những cái vùng như vậy có chỉ báo mình nên vào lệnh thì nó sẽ tốt hơn, bảo đảm hơn. Chứ còn bây giờ mình vào lệnh theo cái chỉ báo này, không phải khi nào có chỉ báo mình cũng vào lệnh nha. Mình phải để ý coi những cái chỉ báo đó là nó đang xu hướng tăng mạnh, hoặc là nó chỉ là một cái chỉ báo lừa để nó test thôi. Đó các bạn để ý là cái những cái chỉ báo này nó cũng chỉ là test về thôi này. Đó nên cái vị trí này nó cũng rất quan trọng, rất dễ bị đánh lừa, vì là nó gặp cái cản mạnh này, đường EMA 20 và 50 cùng này, ngay ở đám mây luôn, rất có thể là nó đã phá rồi thì nó quay lại và nó test nó đi xuống. Nên cái cặp này á, các bạn để ý là nên chờ đợi tín hiệu tiếp theo của nó, chứ mình không nên vào lệnh. Có thể là mình bỏ qua cơ hội này để mình chờ cơ hội khác, chứ không phải lúc nhất thiết lúc nào các bạn cũng vào lệnh nha. Chỉ báo những cái vị trí như vậy, các bạn để ý những cái vị trí chỉ báo như vậy, nhìn nó đẹp này đó, thì mình có thể là vào lệnh được, hoặc là gặp nó là cái cả đời bên này đây. Đây là một vùng cản, nó cản bên này rồi, nó gặp chỉ báo nữa là mình vào, thì cũng tương tự thôi, như cái vị trí của nó ở dưới đây này, mình nên chờ đợi xuống dưới đây có chỉ báo, khi đó mình tin tưởng hơn, mình chắc chắn hơn và đặt top loss của mình cũng dễ dàng hơn. Còn cái vị trí này mình đặt top loss thì cũng không có quan trọng, không có dễ dàng lắm thì cũng khó, thì nên các bạn nên chờ đợi cái vị trí của những cái cặp như vậy, nên chờ đợi, mình không nên vội là bay lên. Rồi mình qua UCHF, các bạn để ý là EU và UCHF là hai cặp này sẽ là ngược nhau. EU mà tăng thì CHF sẽ giảm, và CHF tăng thì EU sẽ giảm, và hai cái đều có dấu hiệu đảo chiều hết rồi.
thì các bạn trong dài hạn các bạn có thể đánh cặp này được, và tất cả fit thì cũng mục đích của mình cũng chỉ là trên những cái vùng này thôi, vùng đường EMA 50 này, và cái vùng lớn hơn một chút là vùng những cái vùng cản này này. Các bạn phải chú ý được những cái vùng cản này thì nó sẽ lên được đến đây và nó sẽ đi xuống, vì xu hướng chính của nó vẫn đang còn xu hướng chứ, thì mình phải chờ đợi lên đến cái vùng này rồi mình quyết định tiếp cái cơ hội là mình có để tiếp hay là có vào lệnh hay là có cắt, có buy hay sell. Thì vì cái vị trí đó mình phải dựa vào nến và tín hiệu đảo chiều. Còn xu hướng tuần tới của mình thì mình nghĩ là theo hệ thống của mình thì mình nghĩ là UCSS cũng sẽ là tăng, vì là CCI cũng là xuất hiện những cái tín hiệu đảo chiều đấy nha các bác, và mũi tên cũng có rồi, thân nến cũng đẹp và cũng có xu hướng hồi về đám mây. Đó là dựa vào những cái chỉ báo mũi tên của mình, chỉ báo hệ thống của mình, thì các bạn cũng tham khảo những cái này để có thể có tìm được cái cơ hội tốt hơn vào lệnh. Và các bạn cũng lại so sánh những cái video từ cái video trước với video này của mình, coi nó có cái những cái nào nó đúng, cái nào cái sai, thì hoặc là mình có vấn đề gì thì ông đóng góp góp ý cho mình nhé. Rồi UCSS tuần tới mình cũng nghĩ chỉ phân tích đơn giản như vậy thôi, có gì các bác tham khảo thêm về EAU. EAU thì trong tuần thì đây, EAU thì cặp này cũng khá đẹp. Đây là một vùng kháng cự, đây các bạn phải để ý được những cái vùng kháng cự này. Đó. Và nó đã gặp với vùng kháng cự như vậy và cũng đường là vùng gần đám mây và đường EMA 50 và xu hướng chính của nó vẫn là xu hướng tăng. Đây, xu hướng chính của nó vẫn là xu hướng tăng. Nên các bạn có thể là cặp này các bạn có thể giải lệnh và bắt đáy được. Nếu các bạn an toàn thì chờ tín hiệu đảo chiều. Trong tuần tới thì mình nghĩ cái cặp EAU này thì nó sẽ là rằng có ở khu vực này và có tín hiệu đảo chiều, tại vì đây là một vùng cản rất mạnh nha các bạn. Vùng cản rất mạnh thì tùy vào những trường hợp có những cản, và theo phân tích đánh giá hệ thống của mình thì để mình vào lệnh. Cái vùng này thì CCI cũng là chạm gần 200 rồi, âm 200 rồi, cái vùng này là có tín hiệu là quá bán này, thì có dấu hiệu sẽ chất, có thể là dấu hiệu rằng co và đảo chiều cái những cây nến, thì cặp này các bạn có thể là bắt đáy được này. Mình nhìn là rất đẹp, thấy rất đẹp. Giải nếu không thì giải một lệnh nhỏ và cách cứ 50 bit 40 bit các bạn hãy vào một lệnh, mình nghĩ tầm 50 bit mình rồi nhồi một lệnh là thấy cái khu vực này nó sẽ rằng co, nó sẽ không có thể khó, chắc có thể là những cái tin lớn thì nó mới nhảy được mạnh luôn rồi, còn bình thường thì nó sẽ phải rằng co và những cái khu vực cản như vậy rồi nó sẽ bật lên hoặc đi xuống. Nhưng mà mình nghĩ cái khu vực này là cản mạnh rồi, nó sẽ có thể bật lên, hội tụ được nhiều yếu tố chứ, CCI gần âm 200 này, gần đám mây này, gặp đường EMA 50 này và gặp cái cản rất mạnh, thì là những cái hệ thống mà cái lúc mà mình thấy nó gặp được những cái điều kiện như vậy thì mình nên vào lệnh. Rồi tuần tới EAU của mình thì mình cũng xác định là xu hướng tới là xu hướng chính là buy nha các bạn. ONZ đây cũng là một cặp sau khi xuất hiện mũi tên thì nó đã giảm rất mạnh, và đây nó cũng đang gặp một cái vùng kháng cự mạnh đây. Các bạn phải chú ý cái vùng này, gặp cái vùng này thì nó sẽ rằng co và nó chưa phá được đám mây đây, các bạn để ý này. CCI cũng là lớn hơn trăm rồi và nó gặp vùng ngay vùng đám mây này, chưa phá được, gặp cái cản mạnh thì ít nhất là cặp này nó cũng phải về nó test rồi nó mới đi tiếp, trong một xu hướng giảm mạnh rồi nó có đi tiếp được mới đi. Nên các bạn cặp này các bạn cũng có thể là canh bay được, ONZ là canh bay được, để ý cặp này cho mình nha. Những cái cặp như vậy, những cái cặp này thì các bạn có thể là đánh nhỏ này, đánh nhỏ thôi, đặt mà top lót qua đám mây và chờ ăn dài hạn, hoặc là các bạn an toàn hơn thì chờ chỉ báo mũi tên thì mình có thể đánh theo, hoặc là những cái vị trí kháng cự này mà có xuất hiện thêm mũi tên thì nó sự bảo đảm nó rất tốt hơn. Thì các bạn cũng tham khảo những cái vùng này để nhìn nhận được cái xu hướng. Còn xu hướng chính của nó, vì là xu hướng chính của nó là vẫn là xu hướng tăng các bạn, nên đó xu hướng chính của nó vẫn là tăng.
có nhiều cái xu hướng tăng như vậy, thì nên các bạn để ý cặp này nhé mình nhé, mình canh bài cặp này. Rồi mình chuyển qua di cả, di cả đây, di cả lại cũng là một vùng kháng cự mạnh đây. Đó, các bạn để ý này, nó cặp vùng kháng cự là nó không có đi khó chất khó, nó đi liền và đó phải là giằng co đây, vì là những cái khu vực này rất nhiều người cùng canh. Đó, các bạn để ý những khu vực này rất nhiều cùng canh bay lên nên nó sẽ giằng co. Rồi nó xác định cặp di cả, di cả đây là cũng có tin là do dòng di hôm bầu cử này thì nó giật xuống như vậy thôi. Còn từ khi xuất hiện mũi tên các bạn để ý này, đó, nó cứ gặp kháng cự nó bật lên, ở về đi dưới đây gặp kháng cự cũng bật lên, đây là gặp nó xuống và cuối cùng do tin đồng bằng anh ấy, thế là nó xuống, nó giật xuống đến đây và gặp cái mức kháng cự này nó cũng chưa qua được và nó đang dao động. Thì ở đây mình cũng chờ những cái chỉ báo bảo chiều hoặc là những cái chen như vậy nó đã phá rồi này, nó là test về cái vùng này. Trong tuần tới thì mình nghĩ nó cũng sẽ test từ cái vùng đám mây này, vì nó phá qua đám mây này, phá qua EMA 50 đã cắt này, thì cái xu hướng xuống là nó giảm rồi, nhưng mà nó cũng phải test về nữa. Mình nghĩ là nó gặp cái kháng cự này, nó test về dưới đây rồi nó mới đi xuống, test về đám mây rồi mới đi xuống. Nên các bạn chú ý cặp này thì mình cũng phân tích đơn giản như vậy, coi các bạn có thể tham khảo nha. Rồi mình qua ơ cả. Ơ cả thì cái video trước mình cũng phân tích nó gặp cái cản này. Đây các bạn để ý này, nó lên nó gặp cái cản này, nó hồi về này, lên này, hồi về đường EMA 50 lên này, và gặp cái cản này, gặp cái khu vực cản này đúng không? Đó. Và bây giờ nó xuống, nó đã xuất hiện mũi tên chỉ báo xuống mà nó xuống này, xuống thì u cả tuần tới có thể là gặp cái mức cản, phải gặp cái mức kháng cự ở đây. Thì xu hướng tuần tới thì u cạc sẽ là về cái khu vực này và bật lên. Ơ cạc sẽ là về cái khu vực kháng cự ở dưới này và bật lên. Kháng cự này thì nó cũng rất mạnh là vì là nó là khu vực đám mây này và cái kháng cự này. Thì tuần tới các bạn có thể là canh chờ cái tín hiệu nó lên và mình bay lên nha các bạn. Ơ cạc, các phân tích của mình là vậy. CCI thì cũng đã giảm khá mạnh rồi, giảm khá lớn rồi, thì gần đường gần 200 rồi, vùng nó bật lên thì các bạn có thể là chờ do cái tin đó, tin đồng bằng anh nó đã bật lên thì đây cũng là chờ những xuất hiện những cái tín hiệu đảo chiều để mình vào lệnh thôi. Khu vực này thì các bạn cũng chú ý chờ xuất hiện và tham khảo để tìm những cái cơ hội mình vào lệnh cái khu vực này. Rồi mình chuyển qua những cặp tiếp theo như AUSD. Thì cặp này cũng vậy, đây hình như đây là nó cặp nó đã test ba cây xem nhau, các bạn để ý này. Cái vùng này nó cũng chưa có phá được cái đỉnh này, nó cứ lên là nó đẩy đẩy xuống. Thì AU thì từ khi xuất hiện mũi tên các bạn để ý này, lên rất mạnh, nó đã lên vậy thì nó chờ cơ hội nhìn coi có phá được những cái đỉnh này không, lên đến đỉnh này. Thì cặp này mình cũng rất khó xác định, mình cũng phải chờ đợi cơ hội nhé. Tại vì thường thường là nó sẽ lên gặp những cái mức kháng cự này, nó sẽ test về rồi nó lên tiếp là một, hoặc cái nó gặp một cái tin mạnh nó phá được cái kháng cự này thì nó lên kháng cự sau nó mới test. Thì cái này mình phải chờ đợi này, vì hai kháng cự này gần nhau á. Nhưng các bạn để ý này, trong tuần tới xem cái tình hình nó thế nào, nếu mà nó phá được cái này thì mình sẽ chờ tín hiệu lên đến vùng kháng cự trên để mình treo xuống để mình hồi. Còn ở đây mà nó xuất hiện tín hiệu đảo chiều thì mình có thể là treo xuống để hoặc chờ về cái vị trí đường EMA 20 và EMA 50 thì mình bay lên gặp đó. Thì nó sẽ có hai cái phương án đó, hai cái kiểu phân tích như vậy. Thì các bạn để ý này, thứ nhất là có thể là hồi về này, gặp đường EMA 20 và bật lên trên cái cản trên, cản trên lại hồi về cản dưới, thì đó là xu hướng cái mô hình sóng rồi, nó như vậy thôi. Phương pháp thì các bạn chủ yếu là để dựa vào những cái vùng kháng cự của nó nhiều nha, để ý rất chú trọng những vùng kháng cự và những cái chen, những cái chỉ báo của mình. Thì hôm nay mình cũng làm phân tích một vài cặp vậy thôi. Còn cái phương pháp chơi á,
phương pháp chơi của mình là mình cũng phải mình đánh trong ngày, đó là phương pháp đánh dài hạn thôi, những cái chỉ báo đánh dài hạn và đánh khối lượng thật nhỏ. Đánh khối lượng nhỏ thì mình phù hợp với khối lượng với vốn của mình thì vậy, và mình cũng đã có phương pháp đánh trong ngày. Đánh trong ngày là những cái vị trí mà mình xác định nó đảo chiều. Mình nhắc lại cái này chắc mình vì nhiều video mình đã nói là mình nhắc lại, là mình xác định xu hướng chính trên daily và mình sẽ vào lệnh trên H1 và tầm 20 40 bit, tỷ lệ 1 2 thì 20 40 bit thôi, ăn thì ăn 40 và mất 20. Thì vậy rồi cộng thêm quản lý vốn của mình vào nữa thì mình sẽ kết hợp và mình đánh theo phương pháp đó và mình thấy cũng rất hiệu quả. Dựa vào hệ thống là mũi tên, các chỉ báo mũi tên các thứ nữa thì mình cũng tập trung vào đánh theo xu hướng như vậy. Còn ở đây các bạn có thể là xem những video trước video sau của mình để đánh giá và kết hợp lại coi với cái hệ thống của các bạn đó, để các bạn có được sự tham khảo và vào lệnh tốt hơn. Tại vì nếu mà hệ thống nào cũng vậy thôi, đánh mà đánh dài hạn thì chủ yếu là nó chuẩn xác hơn và nó có chỉ báo chính xác hơn, nó ít bị nhiều hơn. Còn đánh trong ngày thì thường thường là nó có tin tức các thứ, thì các bạn nên phải tránh những giờ ra tin. Có nhiều bác á, mình đã khuyên bảo nhiều, khuyên nhiều rồi mà các bạn cũng vẫn tham. Ví dụ là đánh tài khoản nhỏ và đánh khối lượng lớn này, rồi đánh nhồi lệnh liên tục này, dẫn đến cái tình trạng là cháy tài khoản hoặc là làm thua lỗ nhiều. Thì do tất cả là do là tham hết thôi. Thì nên là các bạn cũng phải bình tĩnh, nhất là những cái bạn mà mới chơi, những các bạn mới chơi mới vào nên đánh nhỏ. Có một số bạn mình nói là không chịu nghe rồi để dẫn đến cái trường hợp thua lỗ, mình cũng rất tiếc, mất tiền cũng thấy tiếc thật. Nên là có gì các bạn mà xem được video mà biết nói thì chắc là ai mình nhắc thì cũng biết, thì cố gắng hạn chế được cái tâm lý để cải thiện vào và áp dụng những cái quản lý vốn mà mình đưa cho, cái phương pháp quản lý vốn mà mình đưa cho nó được, cũng hạn chế được nhiều. Ở đây thì có gì các bạn cứ vào kênh YouTube của mình, YouTube của mình nhé, xem những cái video này mình hướng dẫn này. Đây cái video hướng dẫn Ichimoku CCI Kanishi để bắt đỉnh bắt đáy quản lý vốn. Đây là những video về hệ thống của mình, rồi đây cũng có những kế hoạch giao dịch hàng tuần. Khi nào mình có thể làm được mình làm cho các bác, thì các bác cứ xem và tham khảo cái hệ thống. Còn cái hệ thống mình chia sẻ thì có những cái công cụ mình chia sẻ được, và cái này mình cũng nhắc lại cho các bạn này, có những công cụ mình chia sẻ được cho các bạn, nhưng có những công cụ lại do nhiều, nói chung là nhiều vấn đề tế nhị khó nói, thì các bạn cũng thông cảm, thì cũng để phục vụ cho mình, cho công việc rồi cho sau này. Nên là các bạn cứ tham khảo và đóng góp thì mình cũng hỗ trợ những cái công cụ cần thiết đó. Thì bây giờ mình cũng đang phát triển bên bên IB, thì mình cũng nói thêm về bên IB tí, tại vì bây giờ mình cũng được có một một số ít bác ủng hộ là khách IB, thì mình cũng có hỗ trợ chiến thuật và công cụ cho các bác. Thì bên IB thì là mình chủ yếu là ăn hoa hồng từ sàn, chứ còn các bác có chơi với IB mình hay các bác không chơi với IB mình thì cũng vẫn vậy thôi. Còn nếu các bạn chơi với IB của mình thì các bạn sẽ được nhiều cái quyền lợi hơn, ví dụ mình sẽ hỗ trợ công cụ, hỗ trợ tín hiệu, hỗ trợ phương pháp quản lý vốn, tư vấn cho các bạn những cái gì các bạn cần thiết. Các bạn IB của mình cũng biết rồi đó, mình bất cứ cái vấn đề gì mà mình biết mình cũng sẽ giải thích và chia sẻ cho các bạn, và các bạn cần thì mình cũng vẫn team view cho các bạn cài đặt hoặc là làm những bất cứ cái gì mà các bạn trong cái khả năng của mình. Thì nên mình cũng rất mong muốn nếu mà anh em nào ủng hộ mình và muốn không có vấn đề gì khó khó xử, ví dụ là như các bạn đang làm với đang dưới IP của người khác, hoặc là các bạn không có làm chơi với IP của người khác á, hoặc là anh em thân quen gì thì cứ chơi với IP mình thì các bạn cũng được là thôi. Ví dụ là các bạn đang chơi ở sàn thì người ta cũng chẳng biết, thì chẳng biết cái gì các bạn, nên các cũng chẳng hỗ trợ được các bác cái gì. Thì vậy thì các bạn cũng chẳng mất gì, thì giờ các bạn mà đang chơi không có dưới IP ai, hoặc không với anh em bạn bè, hoặc không có vấn đề gì khó xử thì cứ chuyển qua chơi với IP mình. Thì thứ nhất là mình được hỗ trợ công cụ cho các bạn này, hỗ trợ tín hiệu này, hỗ trợ phương pháp, tất cả các vấn đề đó cho các bạn. Thì mình cũng mong muốn là có sự ủng hộ của các bạn đấy thôi.
Thì có hay không thì các bạn cũng cái đó, cái vấn đề đó cũng là chỉ một vấn đề mình chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn thôi. Còn có vấn đề gì thì tất cả các anh em hoặc là những người, người mới chơi, các bạn mới chơi hoặc là tất cả anh em gì cần có vấn đề thắc mắc thì cứ comment hoặc là liên hệ mình, cái những cái gì mình giúp được mình sẽ giúp. Còn mình cũng không đặt nặng cái vấn đề IB đâu, nên cái đó chỉ là một cái công việc làm nó thêm cho mình thôi. Thì nó tạo sự, nếu mà sau này số lượng IB nhiều lên thì mình cũng có thêm một chút thu nhập thì nó cũng tốt hơn một chút. Nhưng không sao, mình cũng đang còn phát triển nhiều thứ nữa, nên các bạn cứ xem và theo dõi, có vấn đề gì thì cứ thắc mắc thì cứ liên hệ hoặc là comment cho mình nhé. Rồi mình cũng để đường link Facebook với Zalo với số điện thoại ở dưới, có gì các bạn cứ cần comment cho mình. À bên Facebook, bên Facebook mình cũng nói qua ấy. Tại vì có rất nhiều anh em kết bạn này mà cũng nhiều lắm mà chẳng biết, nói chung là nhiều người tùm lum á, nên là anh em nào nếu mà cần thiết á mà kết bạn với mình nhá, có cái gì thì các bạn cứ nhắn tin qua cho mình nhá, để cho mình còn biết. Ví dụ là các bạn kết bạn xong các bạn inbox Facebook để cho mình biết là các bạn cần gì, chứ còn quá nhiều người kết bạn rồi nhiều quá mình cũng không có giải quyết được, với nó ban nhiều nên mình cũng không thích. Thì cũng mình làm video đến đây thôi, thì cũng chúc các bác có tuần mới, một tuần mới giao dịch thì thuận lợi và có nhiều lợi nhuận. Thôi mình cũng chào các bác.